về Shopee. Bữa mình có thấy khuyến mãi của hãng thời trang Canifa nhé. Hôm đó là khuyến mãi 50% trên Shopee Mall á. Đấy. Thì mình cũng không lành về thời trang đâu. Mình thấy trên Shopee Mall chắc là gian hàng chính hãng ấy. Với lại thấy hãng thời trang này cũng có nhiều chi nhánh nha. Thì mình đặt, thấy mãi giảm giá 50% thì mình đặt. Mình đặt hai chiếc áo sơ mi này. Một bộ quần áo của em bé nha. Bộ quần áo luôn cả và quần. Thì hai chiếc áo sơ mi. Thì rồi mình sẽ mở đây để bạn xem. Canifa, mình cũng rành về thời trang luôn á. Thì trên này là mình thấy là có đủ cả cho nam và cả nữ luôn. Thì link mua hàng thì mình sẽ để bên dưới cho các bạn. Link mua hàng mình để bên dưới. Các bạn là xem là còn khuyến mãi không. Mình nghĩ là vẫn còn khuyến mãi đấy. Đây. Đào này các bạn. Đây, pha nha các bạn. Mình đặt hai cái. Giống nhau, vợ mình cái. Tháng nam mà cái này chắc nữ mặc được. Đây. Bộ quần áo cho bé 2 tuổi. Đây, tất cả của mình. Nó mình áp mã giảm giá 50% nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ sâu từng cái ra một nha. Xem chất lượng vải của nó như thế nào. Mình sẽ mở cái quần này trước nha. Quần này dễ thương không? Canifa nha các bạn. Vải tốt đó các bạn. Đây. Anh xem. Vải này không có chỉ thừa nhé. Các bạn. Làm rất là tốt. Hàng trên Shopee Mall là hàng chính hãng rồi nên các bạn cứ yên tâm, cứ hàng Shopee Mall mà đặt thôi. Đây, hàng trên bé này. Đẹp nha. Bây giờ mình sẽ mở thử cái áo này. Áo sơ mi. Đấy, các bạn thấy đẹp không? Đây, vải dày lắm nè. Có chỉ thừa nhé, bạn nhìn Canifa. Đấy.
đợt tới Shopee còn khuyến mãi rất nhiều nha. Các bạn cứ đăng ký kênh của mình và nhấn vào chuông theo dõi, mình sẽ thông báo cho các bạn những mã khuyến mãi. Còn quần áo mua trên Shopee Mall thì các bạn cứ yên tâm về chất lượng nha, đều là chính hãng cả. Rồi đây, đánh nhau rồi. Rồi mình kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.